Quý xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh du lịch mới nha. Thì video này em mới sẽ làm theo yêu cầu của quý khán giả nè mọi người. Đó là vừa qua có rất là nhiều bình luận để lại trên kênh quý, đó là cái nút giao quốc lộ 28B á, là cái nút giao thị trấn Lương Sơn đó mọi người. Thì hiện tại như thế nào, là có một số anh em đi trước là có bình luận trên kênh quý đó là cái nút giao đó hiện tại là chưa xong, là chưa xong cái đoạn mà vừa mới đang quốc lộ 28B mà đi tới đoạn cầu đó mọi người. Thì đi lên hướng Đà Lạt cũng như là các lối lên xuống là chưa xong. Thì hôm nay em quý sẽ quay cái nút giao này cho mọi người xem nha. Hiện tại là 8 giờ ngày 31 tháng 5 nha cô chú anh chị nha. Đó, em quý có dịp đi qua cái tuyến cao tốc này thì em quý sẽ quay cái nút giao thị trấn Lương Sơn cho cô chú anh chị xem nha. Đây là cập nhật mới nhất nha cô chú anh chị. Thì từ ngay vị trí này mà tới cái nút giao thị trấn Lương Sơn tầm khoảng 4-5 cây thôi cô chú anh chị, rất là gần ha. Thì em quý sẽ di chuyển từ đây và cho tới cái nút giao của thị trấn Lương Sơn hướng đi từ Phan Thiết ra Vĩnh Hảo nha mọi người nha. Đó, hiện tại thì quý thấy bên phải nè, cái đường dân sinh hiện tại là đang đổ sỏi và leo lu láng mọi người nha. Đó, quý thấy có một hàng cây keo lá tràm rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đi vào buổi sáng cũng như là buổi chiều hoàng hôn thì mình mới sẽ quay những cái clip này rất là nhìn đẹp mọi người ha, về khung cảnh thiên nhiên đó là mang tính chất chất quê luôn cô chú anh chị ơi. Đó, chỗ này thì nó báo là có làn khẩn cấp rồi mọi người, trước mặt mình là sẽ một cây số này có làn khẩn cấp ha. Thì hiện tại quý thấy trên cái tuyến đường này rất là đẹp luôn mọi người, ok nha, bóng kem sẽ bay luôn cô chú anh chị. Tới ngay đoạn này thì bên phải là có con lương ha. Đó, thì tới đây thì nó sẽ hết lương, bắt đầu là tàu cảng rồi mọi người. Thì những cái đoạn như vậy thì nó xen kẽ quý thấy rất là nhiều ha. Đó, từ thường là tới những cái đoạn cầu hay là những cái khúc cua mọi người là đa số là quý thấy có lương ha. Còn những đường thẳng, đường trống thì quý thấy đa số là hàng rào, và có một vài đoạn là nó sẽ có những không có hàng rào, cũng không có lương mà lại có những cái con trụ như thế này cô chú anh chị. Đó, thì nó cũng sơn hoạch kẽ trên cái trụ màu ban đêm nhìn thấy rất là rõ ha. Thì cũng quan tâm quan sát rõ thì thấy rất là dễ dàng mọi người nha. Thì đâu đó cũng còn một vài công đoạn cuối cùng đang thi công cho mọi người ha. Đây cô chú chị để ý bên con lương trái nè mọi người. Đó, anh công nhân này đang sửa lại những cái tấm rào trắng chống chói nha mọi người nha. Thì mình di chuyển qua những đoạn này thì tất nhiên là mình phải di chuyển chậm nha mọi người, để cho an toàn cho những công nhân đang thi công hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng nha mọi người nha. Đó, nói chung là video này em quý làm theo yêu cầu của quý khán giả. Quý khán giả đã để bình luận trên kênh quý rất là nhiệt tình, cho nên em quý sẽ làm lại cho những anh chị em nào mà chưa xem video trước của quý, là quý đã review hết tất cả những đoạn đường Phan Thiết Vĩnh Hảo cũng như là Phan Thiết Cầu Dây, tất cả những cái nút giao cũng như là lưu thông chưa và chưa lưu thông quý đều quay hết cho mọi người nha. Đó, cô chú anh chị anh em nào có quan tâm về cái tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cũng như là Phan Thiết Cầu Dây thì mình có thể vào kênh du lịch quý và chọn xuống những video mà mình quan tâm cho mọi người nha. Chứ thực sự là em quý đã quay hết rồi mọi người. Còn video này là quý đang quay để mà gọi là tri ân cũng như là cảm ơn quý khán giả đã quan tâm ủng hộ kênh quý nè. Quý sẽ quay lại một lần nữa về cái nút giao quốc lộ 28 nha mọi người. Đó, thì cũng gần tới rồi cô chú anh chị. Thì nói chung á, thời gian qua quý cũng quan tâm về cái nút giao thị trấn Lương Sơn này mọi người. Đó là nút giao của quê của quý luôn mọi người ha. Cho nên là em quý thấy có rất là nhiều anh em tài xế, cô chú anh chị mà muốn đi lên Đà Lạt á, đi chơi á, thì quý thấy có rất là nhiều người đang chọn đi đến cái nút giao thị trấn Lương Sơn này, và sau đó mình đi hướng lên quốc lộ 28B và đi lên Đà Lạt nha mọi người nha. Thì nói chung quý thấy cũng nhiều anh em tài xế tập lái luôn cô chú anh chị. Đó, di chuyển lên đây rất là nhiều nha. Thứ nhất là đang muốn trải nghiệm về cái tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo và tới nút giao thị trấn Lương Sơn, cũng như là muốn đi một cái đoạn đường nó gần hơn mọi người ha. Và đây cô chú anh chị, đó đây là biển báo ha, ngay thị trấn Lương Sơn là mọi người, chỉ còn 1 km nữa thôi. Đó là nhân vật chính để mình làm nội dung trong video này nha mọi người nha. Đây là một trong những nút giao lớn tại cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo nha mọi người nha. Tại cái nút giao thị trấn Lương Sơn này, khi mà một hướng đi ra Phan Thiết Mũi Né nè, cũng như là Nova World nè, đó còn một hướng là đi lên Đà Lạt mọi người. Đây cũng có thể là một cái lựa chọn cách mình có thể đi lên Đà Lạt bằng cái hướng này rất là gần cô chú chị nha. Đó, nó sẽ gần hơn là cái đường cũ nha mọi người. Đường cũ là đường quốc lộ 20, hướng mình đi ngay Dầu Dây mình đi địa trái lên Đà Lạt đó cô chú chị. Đường đó thì nói chung là cũng so với đường này thì nó cũng sắp xỉ, nhưng mà đường này có vẻ là nó đi một đoạn cao tốc nó dài hơn thì nó thoải mái hơn, rút ngắn thời gian hơn mọi người nha. Đó, thị trấn Lương Sơn, hướng đi thẳng là đi ra Vĩnh Hảo nha mọi người nha. Đây cô chú anh chị, đây là nhân vật chính. Đó, khi mình đi đến đây là nó sẽ tới nút giao của thị trấn Lương Sơn nè mọi người, là nút giao quốc lộ 28B nha.
Đó thì đây là video em Quý quay tri ân cho những anh em nào xem ủng hộ kênh Quý nè. Đó, đang hỏi về nút giao quốc lộ 28B thì hãy để bình luận bên dưới cho Quý biết nha mọi người. Đây, mình có thể tới đây, mình rẽ phải nào cô chú anh chị, sẽ lên nút giao thị trấn và Lương Sơn nha mọi người nha. Còn nếu đi thẳng thì sẽ đi ra Vĩnh Hảo ha mọi người. Rồi, đây mọi người, có thể mình bao vòng lên, mình lên cái lối ra của thị trấn Lương Sơn nha mọi người nha. Đó, mình nhìn từ xa mà thấy cái nút giao của thị trấn Lương Sơn cũng như là quốc lộ 28B rất là hoành tráng mọi người ha. Mọi người để ý là thấy thành cầu là được khắc kẻ bằng những hoa văn rất là đẹp mọi người ha. Đó. Và lên tới đây quý thấy xe công trình, xe lưu cũng như là xe nâng rất là nhiều nha mọi người. Thì không biết là đang làm gì đây ha. À, vẫn có lối để mình ra là có chỗ chị, bởi vì cái nút giao này đã được lưu thông trong dịp ngày 19 tháng 5 mọi người nha. Thì nói chung là mặt nhựa thì mới thấy ok rồi cô chú chị. Đó, hai bên đầu cầu mặt nhựa đều ok hết nha. Mình có thể đi lên xuống ok nha mọi người. Chỉ có là xe công trình đang thi công thì tới đây mình di chuyển chậm lại một chút nha cô chú chị nha. Có vẻ như khu vực này là đang làm chậm thu phí nha mọi người nha. Cho nên là cái tiến độ công trình hơi chậm cô chú chị. Nhưng mà xe cộ mình vẫn di chuyển lên xuống được nha mọi người nha. Đó, khúc này nè, công trình làm rất là rộng ha. Bên tay phải cô chú chị, đó, một diện tích đất trống rất là rộng. Và đoạn này thì đang còn một lớp sỏi đang lở dở nha mọi người nha, chưa có liền mạch lớp nhựa được nha cô chú chị. Khi mình lên đến đây là đã ra quốc lộ 28B rồi nha mọi người. Đang đi về hướng thị trấn Lương Sơn ra Phan Thiết Mũi Né nha cô chú chị nha. Nếu cô chú anh chị mà đi hướng Sài Gòn hoặc là ở khu vực Biên Hòa Trảng Bơm mà ra đến đây mà mình muốn đi Phan Thiết Mũi Né thì mình sẽ đi theo lối quý nha. Đó, tới đây mình có thể đi thẳng ra nè, ra tới quốc lộ 1A, sau đó là mình đi Phan Thiết thì mình sẽ đi phải nha mọi người. Còn nếu mà đi muốn đi về Chợ Lầu Bắc Bình thì có thể là đi trái nha cô chú chị nha. Nó sẽ ra cái ngã ba thị trấn Lương Sơn nha cô chú chị nha. Thì video này em Quý đã giải đáp được câu hỏi của một số anh chị là nếu mình đi từ Sài Gòn ra tới nút giao thị trấn Lương Sơn thì cái lối rẽ ra thị trấn Lương Sơn quốc lộ 28B để về đi cái hướng Phan Thiết giống như là đi quay ngược lại lên hướng Đà Lạt thì sẽ đi như thế nào, thì mọi người không rành thì câu hỏi vừa rồi thì video này em Quý đã giải đáp cho mọi người nha. Đó, video em Quý luôn giải đáp của chú anh chị bằng một video thực tế để cho cô chú anh chị có thể hình dung và nhìn trên video Quý giống như là cô chú anh chị đang ngồi trên xe Quý để Quý chở mọi người đi mọi người ha. Rất là dễ dàng luôn, để trong thời gian tới cô chú anh chị có thể di chuyển nó sẽ dễ hiểu và đi nó sẽ thuận tiện hơn cô chú anh chị nha. Còn nếu mọi người ai mà có thắc mắc về những câu hỏi gì thì hãy để bình luận bên dưới để Quý có thể là trả lời cũng như làm video thực tế để trả lời mọi người nha mọi người. Và nếu như cô chú anh chị nào mà quan tâm về cái tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cũng như là Phan Thiết Dầu Dây, về những cái nút giao nào cũng như là đoạn đường nào thì cô chú anh chị có thể là search trên kênh du lịch của Quý và kéo xuống thì chọn rất là nhiều video trên cái tuyến cao tốc này nha mọi người nha. Đó, em Quý đã review rất tất cả rất là nhiều rồi mọi người, cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Còn có thắc mắc gì cứ để bình luận ở dưới nha mọi người nha, cùng nhau lưu với em Quý ha mọi người. Video này thì em Quý xin tạm dừng tại đây và cô chú anh chị cùng đón xem video kế tiếp của em Quý sẽ quay về hướng cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo nha mọi người. Cuối cùng của chú anh chị cảm thấy yêu mến em Quý thì hãy cho em Quý một like và một lượt đăng ký kênh để em Quý có động lực ra nhiều video hay hơn để chia sẻ với cô chú anh chị nha. Quý xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.